vụ khủng bố ở moscow nghi phạm khai tiền công kế hoạch trốn sang ukraine Ngày 7 tháng 4, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB công bố các đoạn video thẩm vấn những kẻ khủng bố tấn công nhà hát Krokus City Hall ở Moscow, khiến 145 người không qua khỏi và hơn 500 người bị thương hồi tháng trước. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, bốn nghi phạm người Tajikistan đã bị bắt với cáo buộc gây ra vụ khủng bố ở Moscow. Trong các video thẩm vấn được phát sóng trên truyền hình Nga, các nghi phạm nói rằng họ làm theo chỉ dẫn của một người gọi là Seifulo, hiện cơ quan chức năng đang làm việc để xác định danh tính của người này. Những nghi phạm này cho biết Sefulo đã hướng dẫn họ trốn sang Ukraine và khi tới đây thì sẽ nhận được 1 triệu rúp mỗi người, tương đương với gần 270 triệu đồng. Sefulo nói với chúng tôi rằng sẽ có người đợi chúng tôi ở biên giới Ukraine và họ sẽ giúp chúng tôi vượt biên và đến Kiev, nghi phạm Muhammad Sobhi Sfezov nói với người thẩm vấn. Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã đi theo đường cao tốc M3 dẫn tới biên giới với Ukraine, nhưng cuối cùng bị chặn lại khi cách tỉnh Sumy, Ukraine khoảng 140 km. Trong video thẩm vấn, nghi phạm Sashidin Fariduni nói rằng họ được yêu cầu bỏ xe gần biên giới và sau đó gọi cho Sephuro để được hướng dẫn thêm về cách vượt biên vào Ukraine. Theo các nhà điều tra, các nghi phạm dự kiến sẽ phá hủy phương tiện của họ hoặc bà đi bộ qua biên giới lần khuất và ẩn náu trong rừng. Thưa quý vị, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan diễn biến căng thẳng, ngày 7 tháng 4, truyền thông Thái Lan đưa tin lực lượng cảnh sát quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động. Truyền thông Thái Lan trích dẫn các nguồn tin từ lực lượng nổi dậy ở Myanmar cho biết sau nhiều giờ giao tranh dữ dội, nhóm phiến quân Liên minh Quốc gia Karen và lực lượng phòng vệ nhân dân đã chiếm được 7 doanh trại quân đội và một trung tâm chỉ huy của chính quyền quân sự ở thị trấn Miyawadi, bang Kayin nằm ở phía đông nam Myanmar, gần sát biên giới Thái Lan. Lực lượng nổi dậy đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí bao gồm lựu đạn, súng cối, súng máy, súng phóng lựu, hàng trăm khẩu súng trường cùng đạn dược do quân đội Myanmar để lại. Ngoài ra, hàng trăm binh sĩ thuộc quân đội Myanmar ở các doanh trại cũng đã đầu hàng, giúp lực lượng nổi dậy kiểm soát hoàn toàn thị trấn Miyawadi. Truyền thông Thái Lan cho rằng đây tiếp tục là tổn thất nặng nề của chính quyền quân sự Myanmar, do Myawaddy là thị trấn lớn thứ tư của nước này, đây cũng là khu vực đóng vai trò là tuyến đường huyết mạch cho thương mại xuyên biên giới giữa Myanmar và Thái Lan. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar cũng liên tục mất quyền kiểm soát ở các khu vực rộng lớn thuộc bang Shan giáp biên giới với Trung Quốc và bang Rakhine giáp biên giới với Bangladesh. Lực lượng cảnh sát, quân đội Thái Lan dọc biên giới với Myanmar đã được đặt trong tình trạng báo động để ứng phó với làn sóng người dân Myanmar tràn qua biên giới. Theo thống kê, hàng trăm người dân Myanmar nhập cảnh trái phép Thái Lan mỗi ngày, trong đó đáng báo động là tình trạng nhập cảnh theo nhóm hàng chục đến hàng trăm người, do các đường dây đưa người vượt biên trái phép thực hiện. Thưa quý vị, sau khi lực lượng an ninh xông vào Đại sứ quán Mexico tại Quito, bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glass, mới đây, Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld đã lên tiếng về sự cố ngoại giao trên. Mexico đã can thiệp vào các thể chế dân chủ của Ecuador. Đây rõ ràng là hành động vi phạm nguyên tắc cơ bản, đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Nguyên tắc này đã bị vi phạm khi Đại sứ quán Mexico ở Quito tiếp nhận ông Jorge Glass, cựu phó tổng thống Ecuador, người đã hai lần bị kết tội hối lộ và ngăn cản chính quyền bắt giữ nhân vật này. Ông Glass không thể bị coi là tù nhân chính trị. Căn cứ vào điều 22 của Công ước Viên về quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, Bộ ngoại giao Ecuador đã gửi yêu cầu tới đại sứ quán Mexico ở Quito để xin phép đại sứ Mexico tiến hành bắt giữ ông Glass theo lệnh bắt giữ của tòa án quốc gia nhưng đã bị từ chối. Cuối cùng vào dạng sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng an ninh Ecuador đã đột kích vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito, khống chế toàn bộ nhân sự thuộc Phái đoàn Ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, Jorge Glass. Theo truyền thông Mexico, tại thời điểm xảy ra sự cố, nhiều nhân viên ngoại giao Mexico, bao gồm cả tham tán công sứ Roberto Canseco đã bị các lực lượng chức năng Ecuador tấn công thô bạo gây nhiều thương tích. Ngay sau khi xảy ra vụ việc được coi là sự cố ngoại giao nghiêm trọng nhất Mỹ Latinh, chính phủ nhiều nước đã phản ứng bày tỏ chính kiến không đồng tình, thậm chí cắt quan hệ ngoại giao. Chính phủ Mexico tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ecuador và rút ngay lập tức toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên tòa án công lý quốc tế. Ngay trong một thông báo trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mexico Alicia Baxena nêu rõ đây là hành động không chỉ vi phạm thô bạo công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961, mà còn thể hiện rõ sự coi thường cao độ các chuẩn mực cũng như nhận thức phổ quát về quan hệ quốc tế. Chính phủ Nicaragua cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Thông cáo của chính phủ của tổng thống Daniel Ortega lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các công ước ngoại giao giữa các quốc gia và chính phủ trên thế giới. Thông cáo nhấn mạnh ngày 1 tháng 9 năm 2020, Nicaragua từng rút đại sứ quán nước này tại Quito và với tuyên bố mới nhất, Nicaragua chính thức cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Ecuador. Chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega cũng bày tỏ tinh đoàn kết và ủng hộ với người dân và chính quyền Tổng thống Mexico Andres Manuel López Obrador sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng này. Về phần mình, Tây Ban Nha đã lên án cuộc đột kích do lực lượng an ninh Ecuador tiến hành nhằm vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để bắt giữ cựu phó tổng thống Jorge Glass, đồng thời kêu gọi Ecuador tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố việc tấn công đại sứ quán Mexico ở Quito là vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Tây Ban Nha kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và sự hòa hợp giữa Mexico và Ecuador. Các nước anh em của Tây Ban Nha và các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Ibero. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS, Luis Almagro đã đề nghị Hội đồng Thường trực OAS họp khẩn. Trong một tuyên bố cùng ngày trên mạng xã hội X, Tổng thư ký OAS nêu rõ các thành viên Hội đồng Thường trực cần nhóm họp trong thời gian sớm nhất để có thể tìm ra phương hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador, hai quốc gia thành viên OAS Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao quy định rằng cơ sở ngoại giao hoặc lãnh sự của một nước là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, công ước này cũng nói rằng không nên sử dụng các cơ sở này theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các chức năng ngoại giao và lãnh sự. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 7 tháng 4, quốc vương Coet Mishan al Ahmad al-Jaber al-Sabah đã ban hành sắc lệnh chấp thuận đơn từ chức của chính phủ và một sắc lệnh khác kêu gọi Quốc hội tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 17 tháng 4. Hãng thông tấn chính thức KUNA đưa tin quốc vương Coet đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ, đồng thời lưu ý thêm rằng các thành viên nội các cũ sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề cấp bách cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Ngoài ra, một sắc lệnh khác của quốc vương Coet kêu gọi quốc hội triệu tập phiên họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ lập pháp lần thứ 18 vào ngày 17 tháng 4 tới. Trước đó, Thủ tướng Kuwait Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên quốc vương vào ngày 6 tháng 4. Quyết định này được đưa ra sau khi quốc hội mới của Kuwait được bầu vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Ngày 4 tháng 4, Kuwait đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi quốc vương Meshan al amad al-Sabah lên nắm quyền vào cuối năm 2023. Theo kết quả kiểm phiếu vào ngày 5 tháng 4, 50 đại biểu quốc hội, trong đó có một phụ nữ đã được chọn từ tổng số 200 ứng cử viên tranh cử. Theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga, đã có hơn 6.800 tòa nhà dân cư ở 39 khu vực ở vùng Orenburg đã bị ngập trong nước lũ. Đến tối mùng 7 tháng 4, mực nước sông Uran ở Orenburg đã tăng gần 10cm lên tới 864cm. Các công trình bảo vệ trên sông đã bị phá hủy, gây ngập úng hơn 5.000 lô đất canh tác của các hộ dân. Sáng cùng ngày, ông Kurenkov, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp đã có mặt ở Orenburg để kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng tại đây, đồng thời tổ chức mọi công việc cần thiết nhằm hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo nhận định của ông, tình hình khó khăn nhất vẫn là ở thành phố Osker và các khu vực lân cận. Trước thực tế đang diễn ra, ông Kurenkov tuyên bố nâng cấp tình hình ngập lụt tại Orenburg lên tình trạng khẩn cấp liên bang. Lực lượng cứu hộ đang sơ tán người dân ra khỏi các ngôi nhà ở Oscar. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 4.000 cư dân trong vùng phải đi sơ tán. Ngoài ra, các biện pháp phòng chống thiên tai tiếp tục được triển khai tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, trong đó có việc củng cố các con đập trong vùng. Các lực lượng chức năng đang chuẩn bị những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kolokosev giám sát việc tuân thủ pháp luật và trật tự trong vùng lũ. Chính quyền vùng Orenburg cho biết, đỉnh lũ dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 10 tháng 4 và tình hình sẽ ổn định sau ngày 20 tháng 4.